Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car. Là nấu vô làm cái gì? Là dễ thương á. Dễ thương để làm cái gì? Để hết tới tính tiền ghẻ. Sao nhỏ? Ăn no á mọi người. Nhưng mà mình ăn rất ít mọi người. Đây là cái chén chén chấm, còn đây là cái chén nấu ăn của mình nè. Mình ăn mấy chén nhỏ nhỏ vậy không à. Thôi vậy, thành ra là mình đang giảm cân mọi người. Tớ đẹp quá. Đúng không? Bạn có giảm cân không? Không, tôi không có giảm cân. Bởi vì bạn ăn chén này đúng không? Đâu, chén này cũng là chén chấm. Chiến chấm của bạn luôn hả? Cái chiến ăn của tôi đi nè. Đây là chiến ăn. Ok. Rồi. Mày làm gì vậy? Mày có vô đây vô quay. Mày làm cái bình thường nhất á. Tại tao đâu có sợ thiếu mê đâu mà lo. Đúng không? À bây giờ bây giờ thôi mát rồi. Nhưng mà à bây giờ tụi mình sẽ đi ăn kimber. À, mọi người chắc là ai cũng biết kimber thạch thảo rồi, nhưng mà mình sẽ ăn một cách khác, đó là ăn bằng mũi. Mình sẽ ăn kimber bằng mũi thôi các bạn. Mình mà không làm được thì thôi nha. Challenge của ngày hôm nay là ăn kimber bằng mũi. Đúng rồi, challenge ngày hôm nay là mình ăn kimber bằng mũi. Em lạnh quá, em quay tay hơi run nha. Cái này máy này nó ít run lắm không sao. Đây là cô gái. Đây là gương mặt của cô gái. Trả tiền bill 509.000. À, 1 triệu. Ừ, đưa hẳn 1 triệu. 1.009.000. Khỏi thôi. Sau đó đây là anh chàng quên mẹ nguyên cái đống máy ảnh ở đó luôn. Nếu hiểu sao ăn xong ai cũng bị lú vậy. À, coi lại mình nha, khoan nha. Đây là cô gái mà đã để quên cái GoPro đang quay nè các bạn. Mình cũng như là kiểu mình biết nó nằm ở đó, nhưng mà mình chỉ để đó thôi, mấy mọi người hiểu không? Mình chỉ để đó thôi. Tại vì mình sẽ quay lại mình lấy đó, chứ mình không phải là quên. Kimber ngay đây hay gì nè, hình như có cái store Adidas ở đây nè. Tao sẽ lại đi.